Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nỗi lo sợ bị quân đội đảo chính của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Có hai nỗi sợ chính của tập đoàn cai trị chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam, đó là cuộc cách mạng nổi dậy của người dân và đảo chính từ quân đội. Bằng mọi giá, Ba Đình phải tìm cách ngăn ngừa hai mối đe dọa này. Để ngăn chặn sự nổi dậy của người dân, chế độ đã dùng an ninh công an để theo dõi, khủng bố, đàn áp, bắt giam, cộng với luật rừng và hệ thống tòa án của Đảng để kết án và bỏ tù những người chống đối. Để ngăn chặn đảo chính, việc trước tiên là Đảng tìm cách mua chuộc đãi ngộ thành phần sĩ quan cao cấp. Đó là lý do dù quân đội anh hùng của Đảng ngày hôm nay nổi tiếng với biệt danh bám bờ, bỏ súng cầm tiền, nhưng lại có nhiều tướng nhất trên thế giới. Việc quân đội làm kinh tế cũng đã trở thành chủ trương lớn của Đảng để vỗ béo các bộ đội cụ Hồ và từ đó trung thành với Đảng. Tuy nhiên, trong cuộc đấu đá thành trừng tranh giành quyền lực được tiến hành qua cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, thành phần tướng lãnh có nguy cơ trở thành củi vào lò không phải là ít, vẫn luôn có xác suất thành phần này sẽ bùng lên sự cứu mạng và cứu sự nghiệp làm giàu đang bị mất dần vào tay phe nhóm Nguyễn Phú Trọng. Trước tình trạng bãi tư chính bị tàu cộng xâm lược và thái độ hèn tận đáy của lãnh đạo Ba Đình, chắc chắn sẽ có một số tướng tá bất bình. Trong số họ có thể có người phẫn nộ vì vẫn còn trong họ một chút lòng ái quốc. Có thể trong số đó là những người thấy trước nếu mất nước vào tay tàu thì sự nghiệp của họ cũng tan biến trong một khu tự trị của bá quyền phương Bắc. Có thể đây là những người cho rằng phải đu dây với Mỹ mới có thể phát triển và kéo dài con đường hoạn lộ cho đến đời sau. Do đó, nguy cơ đảo chính vẫn luôn hiện hữu trong một chế độ mà quyền lực đang bị thâu tóm vào một người và trong hệ thống cai trị có những tranh chấp về quyền lực và quyền lợi. Ngày 29 tháng 9 năm 2019 xảy ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục tiến hành các nội dung thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Có 3 yếu tố nổi bật về vấn đề an ninh quốc gia và bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay. Khi tàu cộng xâm lược bãi tư chính, Tam trụ Trọng Ngân Phúc cầm miệng, quân đội án bình bất động. Điều đó xác định một sự thật không thể chối cãi, thực tâm bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá không là chủ trương của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, viễn ảnh quân đội tàu cộng và không thể là bất kỳ một quốc gia nào khác tràn quân qua biên giới để tấn công Việt Nam gần như không có. Bắc Kinh không có nhu cầu làm điều đó trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay và nhất là đã từng bước thâu tóm Việt Nam mà không cần một tiếng súng, một viên đạn. Hoàn toàn không có một đề xuất nào từ quân đội cho việc tăng cường phòng thủ cả nước, nhất là tại vùng biên giới Việt-Tàu. Không phòng thủ cả nước thì phòng thủ Hà Nội làm gì nếu thật sự có cuộc tấn công quân sự và các tỉnh thành đều rơi vào tay giặc ngoại xâm? Cả ba yếu tố trên cho thấy đối tượng ngăn ngừa mà cuộc diễn tập nhắm đến không phải là thế lực ngoại bang mà là thế lực thù địch trong Đảng. Bất kỳ quốc gia nào cũng có những kế hoạch phòng thủ thủ đô. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã bị bí mật quân sự cần được giữ kín. Ngược lại, việc phòng thủ Hà Nội đã được Ba Đình tung ra nhưng là một màn PR rầm rộ, muốn được cả nước biết đến. Lý do đơn giản vì đây là trò diễn tập để răn đe những kẻ nào có ý định làm đảo chính. Nhìn vào nội dung diễn tập được đăng tải trên báo chí lề Đảng cho thấy ngoài các tướng lãnh thực sự thực hiện diễn tập còn có một bầy đàn hùng hậu làm khán giả. Từ các bộ phận trung ương của Đảng đại diện các tỉnh cho tới mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành không thiếu một thành phần nào. Rõ ràng đây là một cuộc thị uy, thông điệp dằn mặt nhằm ngăn ngừa mọi âm mưu đảo chính của tên Tào Tháo mang tên Tổng tịch kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng. Tháng 9 năm 2019, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bất ngờ ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Cái cách hạ bút này xảy ra chỉ ít ngày trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 11 của Đảng cầm quyền dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Đây là lần đầu tiên trong Đảng cầm quyền xuất hiện một đảng văn về kiểm soát quyền lực, điều chưa từng tồn tại
ở các đời tổng bí thư trước đây. Trước đây, kiểm soát quyền lực thậm chí còn là một cụm từ bị xem là mang màu sắc tư bản phương Tây và nhạy cảm chính trị với chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, dù cụm từ này đã được một số học giả cộng sản nêu ra tính cần thiết áp dụng của nó, nhưng chỉ đến khi nổi lên hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng thì kiểm soát quyền lực mới dần được giới chóp bu của Đảng nhìn nhận như một khái niệm hợp thời. Hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng đã thật sự nổi lên và trở thành một chấn động khuynh đảo quyền lực chế độ của những năm 2009-2010. Đến năm 2012, hiện tượng đó đã trở thành mối đe dọa rất trực tiếp đối với những quan chức chưa biết làm sao để kiểm soát quyền lực như Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Hẳn sự thiếu am hiểu và kiểm soát quyền lực đã trở thành nguyên nhân chính yếu dẫn tới thất bại chua chát của cánh Trọng Sang tại Đại hội Trung ương 6 vào cuối năm 2012. Bởi khi đã tưởng như có thể trục Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Ban chấp hành Trung ương thì phe muốn kỷ luật lại không ngờ có đến 75% trong số 200 ủy viên Trung ương bỏ phiếu không đồng ý kỷ luật đồng chí X. Làm thế nào Nguyễn Tấn Dũng lại có thể nắm đầu được đến 3/4 Ban chấp hành Trung ương? Thật sự khi đó đã nổi lên rành rành trong khi phe Trọng Sang còn chưa biết làm sao để kiểm soát quyền lực của Dũng, thì Dũng đã có thừa kinh nghiệm về làm cách nào để thâu tóm quyền lực và có thể đã rất chuyên nghiệp về cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đặc biệt từ năm 2012, nhu cầu về kiểm soát quyền lực đã trở nên thiết yếu với Đảng và thiết thân với Nguyễn Phú Trọng. Nhu cầu đó càng lớn khi ông ta phải đối mặt với một Nguyễn Tấn Dũng, tưởng như chỉ đưa tay ra là nắm gọn cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 12. Năm 2015 cũng bởi thế là khoảng thời gian và một loạt bài viết về kiểm soát quyền lực đã bất chợt rộ lên trên mặt báo Đảng, bắt đầu từ Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập báo Tạp chí Cộng sản, quê hương trước đó của Nguyễn Phú Trọng, và sau đó là một quan chức được xem là học trò cưng của Trọng là Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thế nhưng sau Đại hội 12, chủ đề về kiểm soát quyền lực bỗng lắng hẳn trên diễn đàn thảo luận của Đảng, cũng không dồn dập bài viết về chủ đề này trên mặt báo Đảng. Khi đó, Nguyễn Tấn Dũng đã tạm yên phận về làm người tử tế, chỉ còn lại Nguyễn Phú Trọng độc tôn nắm vận mệnh nhân sự của Đảng. Kiểm soát quyền lực cũng không còn được nhắc tới vào năm 2017 và 2018, khoảng thời gian đã tạm nổi lên một nhân vật khác và được dư luận xem là đối thủ chính trị với Tổng Bí thư, đó là Trần Đại Quang, Chủ tịch nước xuất thân từ Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi Quang thình lình chết vào tháng 9 năm 2018, dĩ nhiên không còn ai nhắc tới cụm từ kiểm soát quyền lực nữa. Vậy tại sao chủ đề kiểm soát quyền lực lại được nêu ra, thậm chí còn trở thành một quy định của Đảng và do đích thân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào tháng 9 năm 2019? Đã thành một quy luật bất thành văn và không bao giờ trở thành chính thức, văn theo người Đảng, văn theo nhân sự, có một số quy định nội bộ của Đảng chỉ xuất hiện vào mỗi lúc tình thế trở nên có biến. Chẳng phải Nguyễn Tấn Dũng đã bị đá văng khỏi vũ đài chính trị bởi một quy định cực kỳ vớ vẩn mà hẳn ông ta với thói kiêu căng tự mãn lộ rõ trên khuôn mặt đã chẳng bao giờ thèm ghé mắt nhìn. Đảng viên không được phép tự ứng cử mà không có ý kiến của tập thể chi bộ sao? Quy định về kiểm soát quyền lực mới ban hành sẽ nhắm tới công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 11, mà cụ thể là hội nghị này sẽ chọn ra một danh sách sơ bộ của Ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Quy định về kiểm soát quyền lực cũng sẽ được duy trì liên tục từ đây đến Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Đó là bề nổi mà nhiều người nhìn ra. Nhưng còn bề chìm và cái chiều sâu thăm thẳm đầy những góc tối của nó. Sau một thời gian bị quên lãng, chủ đề kiểm soát quyền lực được nêu trở lại một cách chính thức cho thấy dường như Nguyễn Phú Trọng đang lo ngại về khả năng bảo đảm quyền lực tập quyền Trung ương và vấn đề tập quyền cá nhân của ông ta có thể bị đe dọa bởi những lực cản đủ mạnh nào đó. Những lực cản đó là gì?
Một nguy cơ mà từ năm 2017 thâm tâm đảng cầm quyền có thể còn lo sợ hơn quốc nạn tham nhũng là tình trạng cắt cứ quyền lực và sứ quân địa phương. Từ sau Đại hội 12, bất chấp quyền uy gần như tuyệt đối của Tổng Bí thư Trọng, tình trạng cắt cứ quyền lực đã nổi lên tràn lan ở một số bộ ngành và địa phương, tất cả đều lao vào hội chứng hốt cú chót. Không phải vô cớ mà Trọng đã chọn Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó đến Đồng Nai là những tỉnh thành cần phải đốt lò. Đã từ lâu ở những tỉnh thành này đã xuất hiện nhiều biểu hiện về lãnh đạo gia đình trị và hoành hành như thể những ông vua con vào thời 12 sứ quân trong lịch sử của Việt Nam. Cũng không phải vô cớ mà Nguyễn Phú Trọng lại xẻ thịt Bộ Công an, xóa bỏ toàn bộ cấp tổng cục của bộ này vào đầu tháng 5 năm 2018, trong khi vẫn giữ nguyên 6 tổng cục ở Bộ Quốc phòng. Nhưng kiểm soát quyền lực không chỉ nhằm xử lý nạn cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương mà còn có thể mang một ẩn ý không hề được nói ra. Cho dù đang được độc tôn về quyền lực với một cái ghế đúc Chủ tịch nước lẫn Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể tự tin khi đang bắt đầu hiện ra những âm binh nổi lên ngay dưới chân ghế của ông ta. Một hiện tượng rất đặc biệt mà đã nổi bật hẳn lên từ khi Trọng bị cơn bão bệnh ở xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng, dẫn đến niềm hy vọng khó nói và khó tả của không ít quan chức về tương lai đẩy Trọng về vườn để ngồi luôn vào khoảng trống quyền lực để lại quá lớn và quá hấp dẫn. Và nếu quy luật Văn là người vẫn đúng trong tình cảnh oái oăm này, đảng Văn về kiểm soát quyền lực đã lần đầu tiên kể từ khi Nguyễn Phú Trọng bị bạo bệnh hé lộ ý định ngồi nữa của ông ta. Nếu quy định về kiểm soát quyền lực phát huy tối đa tác dụng của nó mà nhờ đó có thể không xuất hiện một đối thủ nào có thể cạnh tranh với ông Trọng, ông ta sẽ yên tâm ngồi tiếp tại Đại hội 13, thậm chí còn có thể ngồi mãi như Hoàng đế Tập Cận Bình ở Trung Cộng, với điều kiện không bị hành hạ bởi những cơn tai biến. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.